lớn không nữa. Tao nè chơi nữa không? Đứng mày nhau. Có làm gì mày đâu. Tiếp Tiếp coi. Nó một giọt nó kêu. Dạ, Lâm Nguyễn Tây Bi xin mến chào ông bà bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày tốt lành, anh ta mang lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Mở trở lại cái khu ruộng này thì có mấy chục quả già, Lâm đã giúp được 4 năm quả già rồi, còn rất nhiều nữa. Nhưng mà gần nhất đây thì giúp được hai chú cháu mà già chết trôi sông đưa nước đó. Hôm nay Lâm trở lại coi tìm kiếm coi gặp mà già nào đây, tiếp tục mình giáo hóa họ, mình giúp họ về chùa tu lành tu thiện cho mọi bác ha. Giờ video thế nào mọi bác theo dõi nha. Cũng đang bảo vệ giờ là mình sẽ đi cái hướng này mấy cái mộ này. Thấy gì không vậy? Đây, mấy này có dòng gì đây không? Không phải chỉ là mạng da không mà bạn. Chừng nào và cái dịch bên đây không có, bên chỗ này không có là sao nổi dịch chủ hôm bữa nha. Thấy ta thì có cái giớn ngoài không lộ anh không, đây không có rồi. Mình sẽ lộ vào đó. Sẽ lộ vào đó nha. Ồ, này xong. Ồ. Lúc này 2-3 ngày nay, 2 ngày nay nó mưa. Nó rút nước bớt. Nước bớt ra đây. Rồi mấy cái giớn này có lắm mà mệt bác, mất mèo gai không à, à bây giờ nát cả rồi.
Giờ mình lộ rồi, thấy gì ta, không mình di chuyển qua bên đó coi, thôi thẳng qua luôn. Ủa trời, cái này cái luôn nè các bạn. Xa lắm thấy gì kìa. Bạn thấy rõ không? Thấy rõ không? Ôi, rồi bà. Di chuyển vô bờ đúng không? Nước mà mình thấy không, như là thấy rõ lắm nha. Ơi, lại đó. Mà già không ta? Ừ, vậy đó. Vậy đó là người, đó là pháp sư đi bắt ma quỷ, quỷ ha người. Kìa kìa ông lão thôi. Trên núi xuống. Đi kiếm nhân hồn chơi, nói chuyện chơi.
Mày ma không? Ma hả? Ừ. Mày thì nói chuyện chơi có gì đâu. Để tìm cách qua cái mà thôi. Để tiếp cận được con em mà lĩnh bạc mà sợ gì nó. Đúng không? Đơ mà sợ gì? Đặt cái máy xuống mình điều tiếp thử là chịu không nha. Xin chào nha. Thấy ma không? Ma đây. Gì hả? Nói chuyện chơi được không? Ừ, lại đây chơi. Ở đây hả? Anh bỏ đồ trước mà phải đây đồ má ở gì có chạy cũng được cũng kịp. Không dám nghe cái gì con ma cỏ này nhầm nhò chi cởi áo là trước mà bác ơi có gì chạy gió không có cản hả chị chơi rồi hả ở đây nè thả thả này. Sao ta? Đâu mất tay rồi trời. Đây nè, qua đây. Được rồi. Gì hả? Ôi ơi. Nó chuyện chơi làm gì mà chạy thấy tụi chạy ủa con ai gì như vậy chết chắc. Chạy không sao? Thấy em coi tình hình coi sao. Mấy chứ nhóm lại thấy cả. Mấy gì hả? Con trai nguy hiểm quá. Ai rồi? Đủ ăn hả? Đủ ăn. Mày làm thê của vợ tao chứ gì? Mày vợ không lại. Chứ mày là ai? Ai biết. Tôi lắm chứ. Thôi tao biết rồi. Sao? Chị chơi đó. Không mày bây giờ không có chuyện mày. Bây giờ chơi chỗ xịn không? Không. Hai tao chấp mình mày đó chấp chưa? Bye.
đâu dưới nước quen rồi, mì dốt ra đây. Ôi giờ ông chơi, ông chơi xịn lắm ơi. Chỗ khác đi. Chơi gì? Mực nước à, dở quá à. Phơi không? Không. Thì đâu mà nó ra rồi. Mày. Mày lắm. Mày. 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 Chơi chơi không? Chơi luôn. Đi con kia đây. Đây tôi đổ các bạn nha. Cái này mới đây. Nè nè, quá quá quá, con kia mà bác. Ừ, chờ chờ bác. Bây giờ anh qua tới đây rồi, kia phải đó lại. Đó mà vào thôi. Ê nè. Có qua đây. Ông bà bác ơi, giờ mình tìm cách mình định hai cha lợi đi. Chứ bộ mà lại gần nha. Giờ chơi chụp định. Nhậu vô. Thôi bắt tao nè. Này ông cầm hai chân lôi lại nha. Chạy không? Chạy luôn đi. Chạy đi. Lớn luôn đó. Tao nè. Chạy được không? Để mày nhau. Có làm gì mày đâu. Quá thật đẹp. Đẹp coi. Tao một vợ lắm kêu. Bà ngủ mày lâu mày lâu. Quay. Ta nè. Bắt người ta hả? Ủa sao phải quá đâu được vậy? Cưng hả? 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 Cưng hả?
giỡn mặt sao hả? Ủa vậy mày phải có mày phải bằng cuốn vợ đó không? Không. Liên quan gì vợ ông tên vậy? Vợ tên vậy? Vợ tao tên tên mà. Chứ không phải Tường Thủy hả? Cứ mày tới đây hả? Không, không có quen biết cái kiểu gì. Ủa sao mày nhổ với ông nói vậy? Cô Sương hả? À, ai đâu à? Chết gì vợ nè. Giờ bình tĩnh thì đừng kéo tôi lỏ tôi đến đây giúp là giờ hai ông chịu giúp thì tôi lên bờ tôi cúng cho hai ông lên tôi cho ông ấm no rồi tôi giúp theo chứ hoài cứ gọi mấy ông chơi một cơm mặt mình theo kìa cũng không cho ấm no thì nó nắng nữa nói chuyện vào chuyện chơi chứ đánh hoài mệt quá không không có vậy là hai anh em muốn đầu thai phải không? Giờ không có người thế mạng mà giúp hai người không cần thế mạng mà giúp bởi được hai được không? Không. Thì bây giờ được thì tôi mới cúng cho ông cơm ăn còn không đi luôn hả vậy? Cơm kìa. Cơm không? Cơm không? Nấu không? Nào, có nhàn mà ấm lắm. Thôi ấm cái lụi rồi là tôi uống lại lớp năm nổi rồi rồi. Lắm rồi lại, lại em tận lâu rồi tao mới ăn, tao cũng không ăn lâu. Đứng đứng ngồi chờ đó. Nãy cơm cho ăn coi. Cơm không? Không có đem cơm không? Hãy chào lội theo tôi nè, lội theo. Mày định ta lại xả ra mà kêu lội theo. Đây lội theo đây. Nè mệt quá. Về bệnh luôn mà. Giờ mày kiếm chỗ nào mình cúng nha. Cúng lại chỗ này đi. Lẹ, cho xong chuyện mà bác ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Âm Bồ Tát. 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 Đặc biệt hai cái dòng ma da mấy thời hai dùng bánh trái nè. Mệt không cố quá không cố ơi.
Nè nói à, làm như nó pháp sư phải nó mà nó không cấu hai anh em mình lại, hai anh em mình bắt nó luôn. Bây giờ nó cúng rồi á, ăn đi, ăn đi em. Ồ, cúng quá, ngon quá, đồ ngon quá ta, ngon quá ha, đồ ăn ngon quá ha, sư cúng ngon quá ha. Nhà cái lạnh quá, lạnh rồi, quá lạnh quá lạnh quá lạnh. Ăn đi, cũng tại mày không đó. Trời ơi, ông có ăn cơm không? Có ăn cơm không? Ông ăn không? Nhường cho em ăn trước đó. Vậy em ăn trước á. Cơm ngon quá, tôi cũng cơm ngon, cơm ngon quá. Ngon quá ngon. Cũng tại mày không à, kêu gì tại tôi, ông đỡ thôi tôi hoài nha. Cũng được, kêu đừng có mê gái, mày mê gái rồi mà chết đó. Đổi thừa tôi không mà, vì tao cứu mày nè, tao mới ông không, ông đổi thừa tao cứu mày rồi tao mới chết theo mày nè, giờ thành ma luôn rồi nè. Chứ bây giờ ông bỏ tôi, thấy mình được kêu mày không nghe lời anh gì chứ. Lạ quá, ăn đi à, ăn đi lâu, ăn đi đâu, ăn à, không biết chừng nào mới đầu thai được đây, biết cúng gì thì nó có giúp được cái gì không. Hỏi ông đó coi, ông có giúp cho mình được gì không, ông có đó, ông có ông ngồi đó đó. Tới giờ tôi cũng chưa, anh cũng chưa tin tưởng, sợ nó là cà phê bên vợ mình đó, vợ mình sai khiến tới đây đó, bắt hai anh em mình luôn đó, không lo. Bắt hả? Mình thấy nó trói hai anh em lại hả? Trói không nhúc nhích được luôn, không thấy hả? Khổ quá ha. Giờ không biết tính sao. Tính gì vậy? Họ cầu giờ hỏi ông lá cái ông ngồi đó, nó coi có giúp cho mình được gì không. Tôi sợ nó bắt luôn á. Thả mình đi thầy, giúp cho mình đi. Đi đầu thai coi, giờ bọn nó bắt mình đây hoài sao được. Ăn cơm no đó, giờ ăn no đó. Có ăn no chưa? Ăn cơm không? Không đói hả? Ăn đi, ăn đói đó. Giờ tao lo cái vụ mà mình đi đầu thai chuyển kiếp nè. Thì ăn đi. Ăn cái gì mà ăn? Thì ăn biến đi, rồi họ kia họ tính sao? Chứ không có ăn đói sao chịu nổi? Không có dẹp nào ăn đâu, ít lắm á, hiếm có ăn, không có cúng nó đâu. Tao không có cơm không ăn nó đâu mà không cho ăn. Này nó cúng cái miếng gì mà bự quá trời bự vậy ta? Thịt chứ vậy? Ngon cơm ngon chết không chịu ăn. Cũng vì mày ham nè, mày ham ăn nè, mày ham gái nè, tao mới chết theo mày nè. Ăn đi nó, mày ăn đi, nó bắt mày luôn, ráng chịu. Vậy hả? Ê, ôi. Ôi, chào, ông lại đó. Làm pháp sư đó, có phép thực đó, pháp sư đó. Ờ, pháp sư đúng thật, pháp sư đó hả? Ừ, giờ muốn bắt hay là muốn đưa về chùa? Đưa, giúp tôi đưa tôi về hai ông tôi, hai anh em tôi về chùa đi chứ. Về chùa tu không? Về chùa tu chứ bắt tôi, ông bắt tôi hai tôi sao được, khổ lắm. Vậy hả? Tỉnh lẻo lắm. Nãy nói nghe hay lắm mà, nãy kéo thấy bà nội luôn, kéo muốn uống nước muốn chết luôn. Mà giờ nói nghe hay dữ ta. Sao bắt cái này dùng ngon không? Ngon trụ, ngon quá trời luôn, thịt thà ngon ngon không luôn, cơm ngon quá. Ông mà không mấy nào không ăn, ông mời ông không ăn đó. Vậy hả, anh em đi chung à, không anh ăn em đi chung mà mời ông ăn, ông ăn tôi ăn là ăn no đó. Ừ. Còn ông này sao, có cần giúp gì không hả? Giúp gì không?
Giờ tao hỏi lại là mày phải phe của vợ hai tao không? Không biết vợ hay không là mà không phải phe nhỏ nào hết trơn á. Tôi có vợ rồi. Vậy mày phe gì mày phe nào? Tôi phe bên pháp sư. Phe pháp sư là phe ở đâu? Phe trên núi á. Rồi lại đây làm gì? Rồi đi kiếm ma rồi giúp đỡ họ lên chùa, đi chùa về chùa tu lành tu hiền sớm là phe chứ giúp người. Muốn giúp không? Giúp thiệt không? Thiệt. Chứ nếu mà tôi không giúp ông là tôi nãy giờ tôi bắt heo vô hồ lô rồi đó. Tao cũng rất là tiếc. Hai anh em tao dưới cờ mày. Nếu mà sư ông muốn giúp thiệt thì giờ ông giúp hai anh em tôi. Nếu mà hai anh em tao mà trên cơ mày bắt được mày thì hai anh em tao đi đầu thai chuyển kiếp khác. Vì không muốn đầu thai chuyển kiếp tôi giúp ông thôi chứ mắc gì mà phải kéo người rồi mới chuyển kiếp được. Mà sao lúc nãy mày không nói như vậy đi? Tao đâu nói rồi đó. Tao đâu có chọi, đâu có liền, mày đâu có bắt mày chi chết mệt. Hẹn tại đủ lộn chơi, giỡn chơi vậy đó mà. Làm sao giờ có chịu giúp không? Rồi kể nghe coi làm sao mà hai anh em chết à? Này ông này với này sao? Bà con sao? Không có bà con gì đâu hả? Anh em ruột. Vậy hả? Anh em ruột. Anh em ruột mà ổng nói chuyện kiểu ấy ấy vậy hả? À, không có bà con hết trơn. Vậy hả? Hai là chung lỗ rồi chui ra chứ không bà con. Không bà con gì đâu. Ngộ ha. Trong chung một ông nội đó không biết không bà coi gì không mà. Không có chung nội tôi chung một lỗ tôi chui ra không chui ra ừ. Vậy là chung một mẹ rồi không biết vậy hả? Tôi nghe bà ngoại tao nói gì đó chứ tao không biết chung mẹ chung gì gì hả à, anh em chết hồi nào tới giờ mà ở đây vậy chết bây giờ kéo hay gì chết 30 năm rồi trời đất là lâu dữ thân à chết gì 30 năm luôn hai anh em tao một tuổi một à ừ. Hai anh em tao sanh đôi ừ. Tao là tên xanh mày nó tên đôi đôi ha rồi sao mà chết tao bị giống như là tổ của tao vậy đó dụ tao ừ. Dụ tao là tổ của tao là vợ của hai tao luôn ờ đó rồi hai anh em tao chết 30 năm nay thành mà thành ma gia luôn mà chưa có bắt ai được thế mạng chứ ý là bị ma gia kéo chết hả là sao hả là chết rồi thành ma gia lý do tại sao chết bị tôi kể cho mày nghe tao nói mày không hiểu rồi nói nhói ngắn gọn thôi giúp đi ngồi nắng quá mưa vô chịu hết nổi rồi ngắn gọn tôi giúp ông về chùa tu ông kia cũng đòi đi hoài kìa à. Giờ ông giúp hai anh em tôi về chùa tu đi ừ. Để kể cho ta nghe cái gì ta mới giúp được để ừ. Kể cho nghe ông kể ông có rành không kể tôi không nhớ nổi ừ. Tôi không nhớ được hết thì ừ. Tại cái thằng em ta nè ông kể ngắn gọn cho ông kể ngắn gọn cho pháp sư nghe đi nó bị con nhỏ cái con vợ của hàng tao ừ. Là nó là con ma già tinh hay gì đó gì hả nó ở trên cái cù lao kia kìa hai anh em tôi ở trên cái cù lao kia kìa ừ. Chứ không phải ở đây đây là kiếm chỗ để thế mạng thôi vậy hả ở trên cái cù lao á cái con ma già tinh nó biến thành người gái rất là đẹp ừ. Rồi cái thằng em tao nó đi lưu tới nó chơi ừ. Rồi nó thấy rồi nó thương tao luôn rồi nó đem nó cưới con lo hai đứa nó thành vợ chồng luôn ừ. Rồi thằng em tao nó đi mà đi 3 năm trời rồi nó không có về tao mới đi kiếm nó ừ. Tao lại đó ngay chỗ cái cụ lao đó thì cũng gặp con vợ của thằng em tao đó nó cũng hiện ra con người con gái rất là xinh đẹp vậy rồi nữa nó dẫn tao về ở chung luôn hai anh em tôi ở chung với con ma gia luôn ờ đó. Rồi ở thời gian này nó muốn sao? Nó muốn đi đầu thai ờ rồi nó biến ra con ma gia cái khác ừ là rất là xinh đẹp đẹp hơn nó nữa ừ rồi thằng em tao nó mê gái lắm rồi nó lội ra đó lội vô đó là cái mà da xinh đẹp đó nó trắng nước ừ. Rồi tao ở trong này tao thấy nóng ruột em rồi tao cũng nhảy ra cứu nó rồi hai anh em chết luôn bị là cũng cái con ma da vợ đó đó nó biến ra à, vậy hả? Cuối cùng hai anh em tao chết 30 năm nay rồi. Cũng vì cái ma da này không biết con ma da gì nó không biết phải là chúa không
Nó giết hai anh em tao á, đặng nó được đầu thai. Mà lúc mà anh em tao chết giờ tao cũng chưa biết, không biết là nó đi đầu thai chưa nữa. Thôi bị dễ dầu gì, dầu giết hai ông rồi hết hai ông rồi đâu có được đầu thai. Cái sai lầm nhất là có mấy ông mà chết vì ma da, vô mấy ông bị ma da kéo chết này, sai lầm là kéo người. Rồi kéo người xong rồi cũng có được đầu thai đâu. Tại cái quan điểm của ma vua da chúa á, là nó kêu tụi ông, nó sai khiến tụi ông phải kéo người chết để làm nguyên một bầy ma, nguyên băng ma của nó. Chứ ông nghĩ đi, nếu như mà một chết ông thành một con ma da đúng không, con quỷ chúa nó kéo, nó nói là bây giờ nó muốn thành người, bây giờ nó kéo người chết thì lên bờ thành người rồi, mắc gì mà nó kéo cả đống người chết, mấy chục người ở trong cái nhóm của tụi ông, rồi cuối cùng là không ai lên bờ đầu thai thành người hết, toàn thành ma da không, đúng không? Vậy là phải nó phải lường gạt, nó bịp tụi ông không, nó kéo ông chết xong rồi nó nói vậy phải bịp không, ông gieo thêm cái nghiệp nữa, nó là cái nghiệp của ông đang gieo, nghĩa là ông giết cứu kéo thêm người chết nữa, mà cuối cùng ra tụi ông vẫn còn ở đây, ông vẫn chưa được siêu thoát. Mà già của người tao thì có quan điểm gì đó, phải bắt được người thế mạng mà thế mạng vậy thôi, không có thế mạng được, mấy ông vẫn còn nằm trơ trơ ở đây rồi ông có lên được không? Nếu mà nói vậy thì làm gì mà có chuyện mà mấy con chục ma da ở đây, ông phải nằm trong nhóm mấy chục này không? Phải không? Cũng nằm trong nhóm đó đó. Nhưng mà tao chết hai anh em tao chết cái kiểu khác. Kiểu khác hả? Chết thì cũng bị giống như nó là con ma da tinh gì đó. Nó biến ra con gái rất là đẹp mà. Rồi xong luôn. Nghe anh em tao nó mới mê nè, nãy giờ kể cho pháp sư mày nghe đó. Rồi. Tao rồi thì ra tao cứu nó đó, rồi bị nó kéo hai anh em chết chung luôn. Nó nói là nó giết hai anh em tao đặng nó đi đầu thai, nó thấy mạng hai anh em tao. Bởi vì tao không biết là nó đi đầu thai chưa nữa. Bây giờ gì nè, thôi bây giờ nó đầu thai không đầu thai tôi không biết, bây giờ tôi giúp cho hai ông về ngôi chùa tu đi, rồi hai ông là lên đó là thoát rồi đó, hai ông chuẩn bị chuyển kiếp thành người đó, không còn trở thành ma nữa, không cần kéo ai hết trơn á, mà về đó là cúng hàng ngày bánh trái được ấm no, nó hương khói nhang đầy đủ, không có thiếu gì hết trơn á, chỉ là lo tu với có ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đó, Đức Phật gia hộ cho mình, độ trì cho mình, rồi mau được siêu thoát chuyển kiếp thành người, chứ không cần phải kéo ai hết. Bây giờ tôi giúp thẳng về đó để mà tu, ông này cũng còn biết nè đó, đúng không? Chị chị giúp đi, giúp cho hai anh em tôi đi, miễn về nó tu ha, miễn tao lên trên bờ được hết lạnh lẽo cũng được nữa, tu mày muốn đưa đi đâu đó đưa. Chứ ở đây bà chết 30 năm nay rồi lạnh dữ lắm rồi. Vậy về đó ráng, về đó đi rồi sẽ biết, đã tu thế nào rồi sẽ biết nha. Nhưng mà tôi nhắc chỉ nhớ là về đó ráng cố gắng mà niệm Phật, nghe kinh kệ nhiều, học cái những giáo lý Đức Phật dạy, rồi học những cái tu tập của các dòng trước người ta về đó tu đó, mình học họ để mình học hỏi mình tu được mau thành người nha. Bây giờ đi thì anh em chắp tay niệm 6 chữ Mô Đà Phật tôi giúp đi nha. Thôi niệm Phật đi. Đi. Trời ơi giặt ngọn cái buổi trời. Ông cố này mới chịu nghe, dùng lên dùng ăn rồi mới nghe. Vậy là oán hận vì cái một người biến ra thành vợ của ông bộ kia mê gái quá rồi chết. Hơi khổ ghê. Bây giờ chắc lẽ làm không nói dùng nhiều, làm sẽ trả lời giúp những cái dòng khác sau nha, dòng hai cái dòng này mệt mỏi quá. Chứ bây giờ Lâm cũng sốt luôn mà hơi rất mong mà bác hãy thương Lâm cho Lâm một like và đăng ký ủng hộ kênh để ngày ngày kênh phát triển nha bác ha. Chào tạm biệt bác ha, hẹn bác những video sau nha. Đuối quá.